Bảo Vy ơi, đấy, đây là lần đầu tiên lên khách sạn Sheraton đây mà bạn ấy chả thấy sợ gì hết ấy, chạy nhảy như chỗ không người luôn. Nào, đi xuống đây, bác dắt đi nào. Vì ơi, đi, dắt, dắt đi. Anh em. Vì ơi. Đi nào. Làm gì ấy? Gì ấy? Làm gì đấy? À, bà dắt đi nào, đi. Em đi đâu đấy? Hả? Em đi đâu đấy? Em có biết lạ là gì không? Hả? Nào, nhìn ba này. Nhìn ba này, nhìn ba này. Thấy không? Hả? À, con có thích không? Gì đây? Cây, cây gì đây? Cây. Cây gì? Cây. Bà Hân vào đứng chỗ nhà gừng ba chụp ảnh cho. Có mũi không? Có mũi không? Nào đây bà lau mũi, lau mũi, lau mũi. Hân ơi, Hân, Hân ra Hân lấy cái khăn cho em đi để lau mũi. Chờ, chờ chị tí nhá, chờ chị tí xong rồi chị lấy khăn để lau lau mũi cho em nhá. Nào đi ra đây. Chị lau cho em đi. Vì ơi, chị này, chị này, chị lau mũi, chị lau mũi. Ừ. Chị chấm, chị chấm. Chị chấm, chị chấm cho. Nào ba chấm cho em nhá. Nào, ba chấm thôi, ba chấm thôi, ba chấm thôi. Rồi. Xong rồi. Đấy, vậy bắt đầu đến tiết mục ăn vạ đấy. À thế bế nhá. Bế nhá nào. Cầm tay nè, đứng lên ạ. Rồi, xong. Ý. Ừ, voi đúng rồi. Đấy, voi đấy.
Hello anh Trung. Dạ vâng ạ. Chào bác đi. Kìa, cháu chào bác kìa. Vâng. Thằng thằng kìa. Ngồi đi con. Ừ, ngả được mà. Bàn cho khách ngồi thôi. Họ có thể xuống đây họ ngồi làm việc ấy. Không leo được lên đây đâu. Sao con ít nghịch vậy? Rảnh vậy. Sao? Tưởng ai? Ừ, hai bé nhà anh. Đây này. Đấy, chào chú đi con. Hey. Ui. Ui, đứa bé chú cú tè này. Máy hồng hồng. Công chúa đấy. Công chúa. Tên gì ấy? Bảo Hân. Bảo Hân bên này. Bảo Vi bên này. Ờ. Bảo Vi sinh đúng năm năm đầu Covid. Ôi, đấy. Cả hai chị em đều tên hai chữ cái luôn. Ừ. Bốn người à, bốn tên chả hết. À, bốn chữ chả hết. Bảo Vi. Ôi, quay lại. Hey. Vi. Cười gái nào. Bà. Dạ. Bè thật. Ừ. Vẫn bằng bằng à? Chưa chán à? Hả? Ba đi đâu đâu? Ba đi ra đây mà. Dẫn đi đi. Xuống đây nào. Cool không? Nào đi. Đi về bàn ăn đi. Ừ. Mà dắt em về đi. Dắt em về đi nào. Đi nào. Đi. Hôm nay ba chưa chụp kiểu ảnh nào ở nhà gừng với cả cây thông cả. Ok. Bảo Vi ơi. Bảo Vi ơi. Bảo Vi ơi. Lại chạy ra à con? Ừ. Ừ.
Đấy, ngồi ghế, leo lên ghế ngồi. Leo lên ghế ngồi đi con. Like bot, chụp cho kiểu ảnh nhá. Cun nào. Cun deep xem nào. Rồi. Đang quay tí nữa. Vẫn chụp được mà. Ok, thế thôi nhá. Bảo Vi ơi, bye bye đi nào. Bye bye đi. Bye bye đi nào. Rồi, ok, bye bye.